Ô tô Hưng Oanh Thái Bình xin kính chào toàn thể bà con, cô bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Các bạn đang theo dõi video trực tiếp được phát đi từ salon ô tô Hưng Oanh có địa chỉ nằm trên mặt đường quốc lộ 10 thuộc địa phận xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Nhà mình nằm cách cầu 1.500 km và cách thành phố Thái Bình 22 km, và nhà mình gồm hai mặt đường đối diện với nhau. Chuyên kinh doanh các loại xe ô tô đã qua sử dụng với giá tiền trên 100 triệu và với tiêu chí là xe không bị tai nạn đâm đụng ngập nước. Không kinh doanh taxi và máy móc thì còn nguyên zin. Trong video trực tiếp này mình sẽ chỉ kể tên báo giá sơ qua, còn nếu mà các bạn có nhu cầu thì các bạn hãy liên lạc trực tiếp các bạn nhé. Xin chào em Xuân Trường. Cảm ơn em nhé. Hiện tại nhà mình đang có khá nhiều là Fortuner máy dầu. Ngoài ra thì còn có các đời xe khác như là Vios, Altis, Innova, Camry, vân vân và vân vân. Ngày hôm nay mình mới về thêm được một chiếc xe Altis 1.8 số tự động màu đen biển Thái Bình, mới chạy chuẩn 5.3 các bạn nhé. Và giá cho chiếc xe này cũng là 600 triệu. Sản xuất 2016, đăng ký lần đầu tháng 4 năm 2017, 1.8 số tự động màu đen, đang mang biển Thái Bình. Cảm ơn em Xuân Sường nhé. Xin chào Phạm Hợp. Đây là chiếc xe vừa mới về chiều nay này, Altis 1.8 số tự động màu đen, chạy chuẩn 4.3, hiện đang mang biển Thái Bình, sản xuất 2016 và đăng ký lần đầu tháng 4 năm 2017 các bạn nhé. Và hôm nay thì nhà mình có một chiếc xe ít tiền là chiếc xe Lacetti 2004 số sàn màu bạc, đang mang biển Hà Nội, không bị mất một tí keo chỉ nào, mặc dù từ 2004 và máy móc còn rất là chất lượng. Giá chào bán là 120 triệu. Xin chào Ngô Dự, chào Hoàng Long. Vios thì nhà mình đang có một đôi các bạn nhé. Hôm nay chỉ có một đôi Vios G2019 số tự động, một chiếc màu đen và một chiếc màu trắng. 500 triệu cho chiếc màu đen, còn 495 triệu cho chiếc màu đen, còn 500 triệu cho chiếc màu trắng. Vios G2019 các bạn nhé. Đây là chiếc màu trắng ạ. Tiếp theo giới thiệu với các bạn Fortuner máy dầu. Fortuner máy dầu có từ đời 2009. Chiếc này là 2009 số sàn các bạn nhé. Biển Hải Phòng, gốc Hà Nội, giá chào bán là 465 triệu. Và còn một chiếc số tự động, cũng máy dầu đời 2009 đây nhưng mà số tự động các bạn nhé. Chiếc này này là màu vàng cát này. Máy dầu số tự động, sản xuất 2008, nhập khẩu từ Thái Lan nhưng mà đăng ký lần đầu tại Việt Nam là 2009. Giá chào bán cho chiếc xe này là 560 triệu. Fortuner máy dầu số tự động, nhập khẩu Thái Lan các bạn nhé. Xe còn rất là đẹp. Con đấy là 4.3. Con Altis 4.3, xin lỗi nhầm. Ông chồng đang đính chính lại là con Altis mới có 4.3 các bạn nhé. Con Altis vừa về chiều nay. Chiếc xe tiếp theo là chiếc xe Fortuner 2010 màu đen. 2010 Fortuner máy dầu một cầu số sàn màu đen. Chiếc xe này đang mang biển Hà Nội và giá chào bán là 505 triệu. Cho Fortuner 2010 các bạn nhé. Bán tải 300 thì nhà mình không có đâu Huân Ngọc ơi. Nhà mình còn có một chiếc bán tải 540 thôi. Chiếc này là Fortuner 2011, máy dầu một cầu số sàn màu xám lông chuột, và giá chào bán là 520 triệu. Bên cạnh đây là chiếc xe Toyota Rush, sản xuất 2020 các bạn nhé, đăng ký lần đầu tháng 7 năm 20
màu bạc 1.6 số tự động 7 chỗ ngồi. Giá chào bán là 625 triệu. Các bạn có nhu cầu mua hoặc bán những chiếc xe ô tô cũ chất lượng thì hai số điện thoại của nhà mình là 0989 168 999 hoặc là 0988 266 668. Và nếu các bạn giới thiệu được cho anh chị em bạn bè người thân mua bán xe cho nhà mình thì nhà mình sẽ xin cảm ơn và hậu tạ các bạn. Tiếp theo đây là chiếc xe Camry 2.5Q các bạn nhé. 2.5Q 2018 cũng là một chiếc xe số tự động màu đen và đang mang biển Hà Nội. Giá chào bán là 930 triệu. Xin chào bạn Cấn Nam, Nguyễn Đức Hương. Camry 2.5Q 2018 màu đen biển Hà Nội. Và một chiếc xe Camry nữa 2009 cũng màu đen, cũng biển Hà Nội nhưng mà là 4 số nhé, biển 4 số Hà Nội, sản xuất 2009. Còn khá là đẹp đấy các bạn nhé. 488 triệu. Xin chào bạn Duy Chỉnh. Honda CR-V đời 2015 bản full màu titan biển Hải Phòng. Giá chào bán là 700 triệu. Xin chào Du Lịch Mạnh Diễn. Một chiếc Fortuner nữa, sản xuất 2013, màu bạc số sàn, máy dầu các bạn nhé. Fortuner nhà mình thì chỉ có máy dầu thôi chứ không có một chiếc máy xăng nào đâu nhé. 2013, màu bạc số sàn, biển Thanh Hóa. Giá chào bán là 600 triệu. Còn màu đỏ này là chiếc xe Mazda CX-5, sản xuất 2018, bản cao cấp 2.5 một cầu, hiện đang mang biển Thái Bình. Sơn zin gần như là 100% và giá chào bán là 820 triệu. Hà Minh Quế, Nguyễn Phong Cảnh xin chào bạn. Fortuner màu đen này 2014, máy dầu một cầu số sàn các bạn nhé. Máy dầu một cầu số sàn 2014 màu đen và giá chào bán là 625 triệu. Cảm ơn Duy Chỉnh rất nhiều ạ. Xin chào Hoa Duyên hay là Hoa Duyến. Xin chào bạn Phạm Đức Thuấn hay là Phạm Đức Thuần. Tiếp theo, Ford Everest 2013, máy dầu một cầu số sàn màu phấn hồng và biển Hà Nội, 470 triệu. Lacetti CDX các bạn nhé, CDX 2009. Màu bạc số tự động, nhập khẩu Hàn Quốc đời 2009, hiện đang mang biển Hà Nội, 225 triệu. Chiếc xe này ngày hôm qua nhà mình mới đổi ra xong các bạn nhé. Chiếc xe này là mới đổi ra xong ngày hôm qua. Lacetti số tự động, nhập khẩu 2009, màu bạc biển Hà Nội, 225 triệu. Xin chào Nguyễn Tất Tú. Xin chào Vi Hạnh. Innova thì đang có 2 chiếc 14 số sàn màu bạc biển Hà Nội 405 và 16 màu vàng cát biển Thái Bình 425. Xin chào Nguyễn Hoàng. Xin chào Lợi Trần. Các bạn đang xem video của Salon ô tô Hương Oanh có địa chỉ nằm trên mặt đường quốc lộ 10 thuộc địa phận xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình các bạn nhé. Và khi xem được video của nhà mình thì làm ơn các bạn hãy ấn nút like, ấn nút chia sẻ bài viết, chia sẻ thông tin quảng cáo đến mọi người giúp cho nhà mình ngày càng tiếp cận được với nhiều khách hàng trên toàn quốc. Cảm ơn Nguyễn Tất Tú, cảm ơn Hà Minh Quế, xin chào Tuấn Anh. Nhà mình đang có một đôi xe Camry đời sâu, đó là chiếc xe màu đen trước mặt các bạn 2.4G, là một chiếc xe số sàn, hiện đang mang biển Thái Bình và giá chào bán là 265 triệu.
một chiếc xe Camry 2002 nữa, nhưng mà chiếc này thì số tự động 3.0 nhập khẩu Mỹ XLE đã có cửa sổ nóc các bạn nhé. Giá chào bán cho chiếc xe này là 270 triệu. Xin chào Vũ Thìn, xin chào Tân Hoàng. Mercedes-Benz C200 cũng là một chiếc xe sang đời sâu 2009, màu xám và đang mang biển Hà Nội. Giá chào bán là 375 triệu. Còn đây là chiếc xe Atis 1.8 số tự động đời 2010. Cũng màu đen và cũng đang mang biển Thái Bình các bạn nhé. Chiếc xe này thì nhà mình đang chào 395 triệu. Xin chào Nguyễn Thuận. Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn 13.000 khách hàng đang theo dõi kênh ô tô Hưng Oanh trên fanpage. Và đây là Honda CR-V đời 2009 màu đen biển Hải Phòng. Giá chào bán là 410 triệu. Hyundai i10 2019 các bạn nhé. i10 2 đầu 2019, số tự động màu trắng, mới chạy có 1 vạn 9 thôi. Đã được rút hồ sơ về tên nhà mình rồi và giá chào bán là 395 triệu. Bên cạnh đây là Kia Morning số sàn 2019. Nguyễn Nam ơi, nhà mình không có Kona hay là Tucson bạn nhé. Chiếc xe Morning 2019 màu trắng số sàn đã được rút hồ sơ về tên nhà mình và giá chào bán là 275 triệu. Bán tải hôm nay nhà mình có một chiếc Colorado máy dầu 2018 nhập khẩu Thái Lan. Chiếc xe này mới chạy có 2 vạn 3. Xin chào bạn Đặng Thơm Hoàn. Và giá chào bán cho chiếc xe bán tải này là 540. Máy dầu một cầu số tự động các bạn nhé, sản xuất 2018 nhập khẩu Thái Lan, chạy có 2 vạn 3 thôi. Các bạn đang xem video trực tiếp của Salon ô tô Hưng Oanh. Địa chỉ của nhà mình là nằm trên mặt đường quốc lộ 10, thuộc thị tứ Đồng Bằng, An Lễ, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Và đây là hai số điện thoại của nhà mình. Các bạn hãy kết nối điện thoại Zalo nếu muốn xem thêm hình ảnh vào ban ngày. Còn nếu mà ở gần thì các bạn hãy vào bản đồ với tìm kiếm là ô tô Hưng Oanh thì sẽ được chỉ dẫn đến tận nơi. Và nếu ở xa các bạn có thể mua bằng hình thức online. Các bạn xem xe, thống nhất giá cả và chỉ cần đặt cọc cho nhà mình từ 1 đến vài chục triệu. Mình sẽ rút hồ sơ vào tên cho các bạn và tìm cách mang xe đến tận nơi. Sau khi nhận được xe, kiểm tra thấy đúng như cam kết thì các bạn mới phải thanh toán nốt phần tiền còn lại. Còn nếu mà không được như ý các bạn, không đúng như cam kết thì các bạn có quyền không nhận xe và nhà mình sẽ phải trả đủ lại tiền các bạn nhé. Và trong tất cả các video thì mình đều luôn chia sẻ với các bạn là xe của nhà mình luôn luôn ở mức giá cao, bởi vì nhà mình tuyển xe rất là kỹ. Những chiếc xe còn nguyên bản và đặc biệt những chiếc xe máy dầu thì chưa bị hơi thừa thì nhà mình mới đem về bán các bạn nhé. Vừa lúc nãy chắc là mình nói nhầm, xin đính chính lại là chiếc xe Atis 2016 này mới chạy chuẩn 4 vạn 3 thôi các bạn nhé. Có thể là nói nhầm á, ông chồng nghe thấy bảo 5 vạn 3 nên là chạy ra đính chính lại. Mới chạy chuẩn 4 vạn 3 bởi vì chiếc xe này là của cô bạn thân của nhà mình. Cô bạn thân của nhà mình đi từ đầu chạy chuẩn 4 vạn 3. Mua xe 2016 nhưng mà đăng ký sản xuất 2016 nhưng mà đăng ký lần đầu là tháng 4 năm 2017 các bạn nhé. Và giá chào bán cho chiếc xe này là 600 triệu. Xin chào Dũng Thiện, xin chào Hòa Vũ, xin chào tất cả các bạn. Quách Thiếu Gia, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video trực tiếp của Salon ô tô Hưng Oanh. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho Salon nhà mình và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.